Kính thưa quý vị, ngày 4 tháng 7 là lễ Quốc khánh Hoa Kỳ. Dân chúng Hoa Kỳ mừng ngày lễ trọng đại nhất trong năm. Cách đây 245 năm vào ngày 4 tháng 7 năm 1776, bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ được long trọng phổ biến, mở đầu cho một quốc gia mới. Trong khi quân đội của thực dân Anh quốc thì vẫn đang tiếp tục tung ra những đợt hành quân quy mô ác liệt, hòng đè bẹp các cuộc nổi dậy. Còn quân đội Hoa Kỳ dưới quyền chỉ huy của Đại tướng Washington cũng đang chiến đấu hết sức gan dạ để mà chống lại quân đội thực dân Anh giành độc lập. Nhưng mà trong cái tình trạng thiếu khí giới, thiếu quân trang, ăn uống kham khổ và bị quân đội Anh quốc tấn công liên tiếp, thì bản tuyên ngôn độc lập được công bố đã làm phấn khởi tinh thần quân đội phá tan quân Anh. Không những thế, bản tuyên ngôn độc lập này còn làm chấn động cả thế giới. Thưa quý vị, nói chung thì nền độc lập, tự do, dân chủ của bất cứ một quốc gia nào cũng đều phải tưới bằng máu và vun trồng bằng mồ hôi nước mắt. Người dân Hoa Kỳ cũng vậy. Trong khi biết bao nhiêu là những chiến sĩ đổ mồ hôi máu nơi chiến địa, thì các vị đại diện cũng đổ mồ hôi nơi bàn giấy ở hậu phương mới có được một bản tuyên ngôn tuyệt hảo, ấn định thể chế chính trị cho Hoa Kỳ và còn là tôn chỉ cho các hiến pháp của các quốc gia khác trên hoàn vũ nữa. Một số những đặc điểm của bản tuyên ngôn mà chúng tôi xin phép được ghi lại như là: thứ nhất, bản tuyên ngôn đã nêu cao giá trị của con người khi nhấn mạnh rằng chúng ta coi những sự thật sau đây là hiển nhiên. Đó là mọi người được tạo dựng nên đều bình đẳng, họ được bẩm sinh thiên phú cho những quyền bất khả xâm phạm, bất khả nhượng, bất khả phân lìa. Trong những quyền đó có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Như vậy là các tổ phụ của quốc gia này đã xưng tụng một đấng tạo hóa và con người là loài thụ tạo. Truyền thống đặt niềm tin kính vào đấng tạo hóa vẫn được tôn trọng, mặc dầu có bao nhiêu là những thử thách của những tự do quá trớn. Mỗi lần quốc hội tiểu bang hay là liên bang họp khoáng đại, bao giờ mở đầu cũng là những lời cầu nguyện, rồi lời nguyện khi chào quốc kỳ, cũng như là trên tiền giấy, trên các đồng bạc cắt, vẫn là đậm nét hàng chữ In God We Trust, nơi Thiên Chúa chúng tôi tin cậy. Trong một cuộc thăm dò dư luận về tôn giáo mới đây, thì gần 90% người dân Mỹ đều tin vào sự hiện diện của một đấng siêu nhiên trong vũ trụ. Đó là nghiên cứu khảo sát của Viện Gallup. Chúng tôi xin nói đến đặc điểm thứ hai trong bản tuyên ngôn độc lập, đó là con người do tạo hóa dựng nên đều bình đẳng, đều được tạo hóa ban cho quyền làm người, được sống xứng đáng với nhân phẩm, được tự do và sống để mưu cầu hạnh phúc cho mình và cho người thân. Con người không lẻ loi, tập hợp thành xã hội và cùng nhau lựa chọn bầu ra những người đại diện để mà điều hành công việc chung, điều hành lợi ích chung, đó là chính phủ. Tuy nhiên, một khi những người được dân trao cho quyền hành lại phá hoại mục đích và trách nhiệm đã được ủy thác cho họ thi hành, thì dân có quyền thay đổi hoặc là hủy bỏ để thành lập một chính phủ mới. Điều căn bản là những người đại diện cho dân phải phục vụ dân, phải tuân thủ những nguyên tắc căn bản là tôn trọng tự do, nhân quyền, dân quyền và tạo điều kiện cho người dân được phát triển, được hạnh phúc. Khi mà không làm tròn những cái sứ mệnh đó mà lại đàn áp bóc lột người dân, thì người dân có quyền phế bỏ đi cái chính quyền đó. Sau khi đề cao nguyên tắc căn bản về quyền làm người, quyền tự do sinh sống hạnh phúc và quyền được chống lại mọi bất công, ở đoạn kết, bản tuyên ngôn còn nêu rõ, chúng tôi là những đại biểu ký vào bản tuyên ngôn này cam kết với nhau rằng chúng tôi đem cả đời sống, cả sản nghiệp và danh dự thiêng liêng của chúng tôi để hỗ trợ cho bản tuyên ngôn này với niềm tin cậy đanh thép vào sự che chở của Thiên Chúa quan phòng In God We Trust. Như vậy, kính thưa quý vị, chứng tỏ là các tổ phụ lập quốc cũng như là truyền thống của dân tộc Hoa Kỳ là đặt niềm tin kính vào đấng chí tôn, sanh tạo nên con người. Chính tôn giáo là nền tảng cho đời sống và sự cường thịnh của quốc gia này. Kính thưa quý vị, nhân tuần lễ mừng độc lập, cộng đồng Việt Nam chúng ta cùng mừng vui với tất cả dân chúng Hoa Kỳ. Chúng ta cùng hãnh diện là công dân của một siêu cường quốc. Cầu mong những giá trị cao quý của bản tuyên ngôn độc lập luôn được tôn trọng, bảo vệ và phát huy, không những tại quốc gia này mà trên cả thế giới, nhất là tại Việt Nam, quê hương thân yêu của chúng ta.
Xin cảm ơn quý vị đã nghe câu chuyện thời sự của Little Saigon Radio và Hồn Việt TV.